Dân chúng nói thánh thể cần cấp bách đào tạo giáo lý viên, giáo dân và các thừa tác viên. Thánh thể luôn là trung tâm hoạt động truyền giáo của giáo hội. Nếu không có điểm tựa này, không thể thực hiện được điều gì. Như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu nói rằng, thiếu Chúa Giê-xu thánh thể, tin mừng không thể được loan báo. Người bệnh không thể được an ủi và chữa lành. Thế giới không thể được dẫn đến nước trời. Cha Donald Zagor, thần học gia, người Ivorian, thuộc Hội Truyền giáo Châu Phi, giải thích điều trên với hãng tin Fides. Cha chỉ ra rằng, mục đích của việc truyền giáo là thánh thể. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng, giáo hội sống trong thánh thể. Không có thánh thể, giáo hội không còn có lý do để tiếp tục truyền giáo nữa. Tuy nhiên, không có trách nhiệm cho hoàn cảnh bi thảm này đối với nhiều cộng đoàn Kitô hữu ở châu Phi và trên toàn thế giới. Vì trong nhiều năm không có thánh thể vì thiếu linh mục. Cha Donald nhấn mạnh, nhiều cộng đoàn Kitô hữu ở châu Phi và trên thế giới buộc phải sống trong tình trạng đói thánh thể, không thể lãnh nhận bí tích, không phóng đại, thậm chí người ta có thể nói về một hình thức không hiệp thông, không tự nguyện. Trong ánh sáng này, linh mục lưu ý, một câu trả lời mạnh mẽ và có tính ngôn ngữ là cần thiết hơn bao giờ hết, cần đưa ra một giải pháp cho vấn đề mục vụ này, điều mà không chỉ làm suy yếu nghiêm trọng hoạt động truyền giáo của giáo hội châu Phi, mà còn làm cho cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta trở nên vắng vẻ. Nếu không có câu trả lời cụ thể cho hoàn cảnh của họ, các tín hữu của chúng ta sẽ hướng đến các tôn giáo khác. Cha Zagor kết luận, ngoài việc cầu nguyện với ông chủ mùa gặt, để Ngài gửi thợ cho vụ mùa như phúc âm đề nghị, các hành động cụ thể phải được thực hiện để đưa ra những câu trả lời cho vấn đề này. Một trong những hướng đi thích hợp cho ngày nay là tiến hành đào tạo các giáo dân, giáo lý viên hoặc các thừa tác vụ đặc biệt cho các cộng đoàn đang đói khát thánh thể, để họ có thể được đón nhận bí tích này.